Trời ơi, thằng bé nó hiền ông nội cha ơi. Trời ơi, ngủ mới là người ta làm cái chuyện mà cha 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 đó. Cha 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 đó. Làm không có lợi, trời ơi, nó lên nó xây ngựa hay nó cởi ngựa, nó làm dữ vậy. Như chị đúng không chị? Vậy như chị đúng không chị? Trời ơi, như chị bây giờ ra một cuốn sổ chị dạy 77-49 kiểu. Cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình Bí mật cầu vồng. Mình là Susu. Mình là Di Bảo. Và ngày hôm nay Susu và Di Bảo rất là vui khi gặp lại tất cả quý vị khán giả của chương trình Bí mật cầu vồng. Và hôm nay chúng ta sẽ có những bí mật gì nè, sẽ được khai quật, sẽ được đào bới, sẽ được xé ra để chúng ta phân tích. Thì ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. 3, 2, 1, xin mời. Rồi bây giờ xin mời bạn sẽ giới thiệu về mình nha. Dạ, em tên là Văn Tuấn Nghĩa, năm nay 19 tuổi và hiện sống ở Bình Dương. Công việc của em hiện tại là gì? Dạ, em ở nhà. Ở nhà không vậy hả? Tại vì em mới nghỉ công ty xong. À, hồi trước làm gì em? Hồi trước em làm công nhân á chị. Cho bị đón trước đi. Đón cùng đi. Môn phái với Susu. Nghĩa ơi, em là bot form. Đó, nhìn là biết liền à. Nhìn cái là lấy mặt là bắt hình dong liền. Có bạn trai chưa? Dạ rồi. Là hiện giờ đang có bạn trai luôn đúng không? Đó, quen được bao lâu rồi? Dạ 6 tháng. Trong cái tình yêu của em với bạn trai em bây giờ nè, nó như thế nào khi mà ở cái thời điểm mà mới bắt đầu á? Kiểu như quen biết ở trên Facebook á. Người yêu em cua em lâu lắm em mới đồng ý. Lâu là bao lâu? Gần 5-6 tháng. Trời ơi, sau 5-6 tháng đó hai người quyết định gặp mặt luôn. Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên gặp mặt là ở đâu em? Ở nhà em. Ở nhà em. Trời ơi. Em dẫn giặt về nhà luôn hả? Lúc đó nhà em về quê hết rồi nên em dẫn người yêu về luôn. Anh qua đây chơi, bố mẹ em không có ở nhà đó. Kiểu vậy đó, đang trend bây giờ đó. Tối có ngủ lại không? Nhà ở Long Thành xa lắm nên tối phải về. Dạ đúng rồi. Rồi có chấm mốt gì không? Dạ xương xương. Xương xương. Làm sao mà không, làm sao mà không, 5-6 tháng trời đất ơi, nó thèm chết đi được. Thì nếu mà nói không là nãy giờ tôi nhảy đông đổng, tôi ôm cái chuối rồi đó. Phải có, bởi vì chị mới hỏi nè, chị thích nghe mấy cái đó lắm em. Ý là kiểu xương xương ngoài lề thôi à. Xương xương là sao em? Kiểu hôn hít nhau thôi. Cảm ơn em ngày hôm nay đã đến với chương trình Bí mật cầu vồng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chương trình, đó chính là Hỏi xoáy đáp xoay. Làm sao để biết là đồng tính nếu chưa từng yêu hoặc là ngủ với người khác giới? Ví dụ như em, có thể ngủ với người khác giới không? Dạ em có ngủ với bạn em nữa. Ngủ là không phải là ngủ chung thôi nha em. Ngủ là quan hệ á. Dạ. Cái chữ ngủ cái này có nghĩa là quan hệ chứ phải trời ơi ngủ người khác giới, mẹ mình cũng khác giới mình em. Trời ơi, thằng bé nó hiền ông nội cha ơi. Trời ơi, ngủ mới là người ta làm cái chuyện mà cha 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 đó. Cha 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 đó. Em có thể yêu bánh bèo không? Dạ không. Mình sẽ không thể yêu người bánh bèo đúng không? Và mình cũng không thể ngủ với người bánh bèo. Như vậy là mình đã nghĩ trong đầu rồi, cho nên mình sẽ không có thử. Phải biết được chứ. Lỡ ba mẹ mình nói là ơi mày không thử sao mày biết. Chứ dụ giờ cứ ép quá là chịu không có nổi đâu trời. Cái vấn đề đồng tính nó là từ nhỏ rồi. Những cái chuyện mà phải thử, ngủ thử với người khác giới để khẳng định mình là người đồng tính hay là không á, thì cái chuyện nó cũng không có khả thi gì mấy. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Dạ câu hỏi tiếp theo là: có nhiều người nói người đồng tính không nên nhận con nuôi vì sẽ nuôi dạy tụi nhỏ không tốt và sẽ khiến chúng sau này lớn lên xấu hổ với bạn bè. Quan điểm này theo chị với lại anh Di Bảo là đúng hay là sai? Sai. Sai hoàn toàn. Một cái quan điểm mà lạc hậu, đàn ông nè, đàn bà bình thường dạy hư con cũng rất nhiều. Cái môi trường sống và cái cách giáo dục của từng gia đình nó khác nhau. Chứ mình sẽ không quy chụp con của người đồng tính là phải hư. Cũng không phải người đồng tính có con là sẽ dạy hư cho con mình. Rồi bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Dạ câu hỏi tiếp theo là: có một số quan điểm cho rằng người chuyển giới không biết yêu cơ thể do cha mẹ sinh ra. Quan điểm này là có đúng hay là sai? Sai bé. Ví dụ như đời phẫu thuật đi cắt bỏ, ví dụ bi là cắt bỏ. Còn ví dụ như phía những người chuyển giới nữ thì độn vô, nhét vô. Điều mà những người chuyển giới làm là người ta đang yêu cái cơ thể, đang muốn làm đẹp mình, đang muốn hoàn thiện bản thân mình. Buồn bực rạch tay rạch chân, tự giận rồi đó, thì đó mới là không yêu cơ thể thân xác hình hài của ba mẹ mình tạo nên.
đó là đúng. Kể cả bản thân Bi đi phẫu thuật xong, mình đứng trước gương mình rất là tự tin và mình rất là yêu cái thân thể đó của mình nữa. Mình còn yêu gấp đôi lúc mà ban đầu mình chưa phẫu thuật nữa. Đúng rồi, những người chuyển giới là họ chỉ muốn sống đúng với cái bản chất và cái tâm hồn của họ. Có khi nào em muốn chuyển giới không? Dạ không. Ok, rồi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Nhiều người hay nói rằng là gender hay là gender thì không nên quen trai thẳng hoặc là gái thẳng, vì họ thật sự chẳng yêu mình đâu, họ chỉ đang lợi dụng mấy bạn ấy thôi. Theo Susu và Di Bảo thì họ nói vậy có đúng không? Nhìn tôi liền nè. Trả lời đi, mình đang có gia đình thì trả lời. Bi chia sẻ luôn là vợ Bi cũng là gái thẳng. Trước thì vợ Bi chỉ quen trai thôi, không bao giờ mà quen người chuyển giới cả. Bi sống với vợ Bi được một năm là hai người đã cưới nhau rồi, rất là hết lòng vì nhau luôn. Cái đó Bi nghĩ là tùy mỗi người. Nhiều người họ có nhu cầu về vật chất nhiều quá thì họ sẽ lợi dụng mình. Còn cái người họ cần nhu cầu về tình cảm thì họ sống với mình rất là hết lòng. Em có nghe nhiều người nói là gender thì chỉ nên quen tóp gặt thôi, thì có đúng không chị? Cái vấn đề mà có nghĩa là những người chuyển giới từ nam sang nữ á, thích quen với anh tớp tớp thôi. Tại vì biết sao, người ta nói là cùng cộng đồng sẽ thấu hiểu nhau hơn, thì cái này không có đúng hoặc không có sai. Nó sẽ đúng với từng cá nhân. Những người chuyển giới từ nam mà sang nữ á, không hẳn họ phải yêu trai thẳng 100%. Bạn Susu có những người chuyển giới từ nam sang nữ nhưng yêu những người boss. Đó là tùy cái xu hướng và cái sở thích của từng con người. Yêu là một chuyện, nhưng hạnh phúc hay không, mình gọi là tùy duyên. Còn gì nữa, mình đến câu tiếp theo đi. Tình yêu của các chàng trai, cả trai thẳng và trai công, đều không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt, đúng hay là sai ạ? Yêu ở trái tim và yêu ở đôi mắt á, thì cả hai đều rất là quan trọng. Đó, nếu mà ai nói yêu gì trái tim mà không yêu gì con mắt á, người đó đang xạo, đang sống theo cái phong cách đó là trên lý thuyết thôi. Tại vì mình đi ra ngoài mình thấy một cái người mà họ xinh đẹp nhưng mà họ trắng trẻo đó, mình rất là thích. Mình chưa nói chuyện với họ, mình đã có cảm tình rồi. Nếu mà em thích người khác thì cũng không cần là đẹp lắm, nhưng mà mình phải có thiện cảm. Kiểu là dễ nhìn, dễ nhìn là có duyên mà mình thấy mình phù hợp với mình á, là ok. Rồi cái chuyện tình cảm bắt đầu mình tiến xa hơn. Em nhìn chị, em muốn lấy chị không? Gì? Rồi ơi. Cái gì? Cái gu em hãy trả lời. Cái gu em mặn như nước mắm vậy đó em. Em trả lời như vậy đó cho Susu vui. Ông nội ơi, nó khỏi nó ô gu này Susu, em chịu không? Nó cười tuổi đấu cho qua rồi gật đầu cái. Ông nội chơi. Ý là em ơi. Chị em mình ăn nhau là trái nhà nha em nha. Bản thân Susu cái gu của mình á, thích đẹp, không đẹp, xuất sắc, đủ xài, đủ nhìn, hợp lý với mình. Mỗi con người sẽ có một cái mức độ cho cái sự hài lòng về cái đẹp. Còn mọi người có cái gu như thế nào? Mọi người thích đẹp hay là mọi người thích cái gì? Hãy comment bên dưới nha.